bài thơ năm cổ đâu rồi, cho tôi xin lại mảnh đời đời khổ ngang.
mai đền ơi em đừng nói về thiên nữa, đầy đủ lắm rồi ý nghĩa cuộc trung ngộ đau thương. Tử chỉ là một bút danh, người đời sẽ quên đi cái nguồn tơ đã cạn. Khi anh không còn tâm huyết ca tung như dần trăng sáng, khi anh đã là bề nhân dưới kiếp sống tận quyền. Bất diệt là đại tên anh nguyện trọng đi quanh cái tên mà anh đã bỏ quên đem vào tinh cất dường.